Rồi từ ấy giờ vợ chồng hai ông bà đó có qua đây cúng đúc không, gì cũng không? như từ hồi là chôn con tiền tới giờ luôn đó, từ hồi nói chung ra từ hồi con đem tiền về tới giờ là ổng không có qua luôn đó. Có bả nó nào ngay đi hàng tuần á thì bả có qua, bả mặn tuần rồi là gì giờ cũng như là tới cỡ 1-2 giờ gì đó, rồi tới gì giờ mặn tuần gì đó rồi bả qua rồi cúng ông thầy ông cúng tụng kinh xong rồi Rồi bà có bả về. nói gì không? Bả không có nói gì trơn á, đi qua thì chờ tới cúng rồi rồi gì à, mà bữa nào lỡ cúng trễ cái ông điện chừng có 10 quận. Chồng quá Điện nó hỏi dắt mày sao chưa chịu về, cũng như nhiều khi ông thầy ông đi tụng chỗ khác á rồi cái ông lại hơi trễ một chút mà điện bữa, mà bữa nào mà bả hơi về trễ một cái rồi ổng điện lên, ổng điện ông hỏi tôi giờ này sao bả chưa chịu về. Đúng rồi, Ông điện hỏi chị ha. tại Sai vì thành hồi phần mà rồi lần đúng. lúc trước á ổng có xin số điện thoại á của tôi á, Bả hàng nào cháu lên? Thứ nhiều tư khi hướng á có nào? lúc á thì thằng thứ năm rồi có hồi tuần rồi á thì thằng thứ tư rồi nhiều khi có đứa nhỏ cháu nội bả thằng con của thằng thứ năm á. Hồi tuần rồi tuần trước á nhỏ con của thằng thứ năm chở thằng thứ năm nó bị bệnh nghe bả nói gì Thứ ba năm bị đâu, bệnh nằm cô lãnh rồi. nó bệnh gì đâu chứ. Bệnh. Cái nó thằng thứ năm á nó bệnh Nói chung là cái thằng đó nó cũng nói bị tâm thần nữa. cục xương sống gì đó rồi đau những gì xương sống gì tù lưu cho nó Nó bệnh có sao bệnh không kia nữa. thấy không biết nữa, rồi đi chở đi câu lãnh nè. Mấy cái đợt mà hồi lúc trước kìa nó lên cơn nó nhậu xỉn kìa. Nó cái hàng rào lưới của người ta hàng rào sắt kìa nè. Nó xỉn nó ôm vô nó đập vô gốc cột đầu cổ chảy máu hết trơn. Có nhỏ Thằng thứ năm đó. thằng thứ năm á, nghe lúc trước nghe con nhỏ gái tôi nó cũng có nói, cái nói nhiều khi ổng đi nhậu về có ổng lên cơn ổng tung vô trong cái cây cột nhà của bả á. Rồi ở sớm đó, người ta nói con vợ của nó phải tránh ra để không thôi người sợ cũng ghen gì nữa. Nghe nói đâu hồi tuần trước á thì nghe nói đâu đưa lên câu lãnh chị bệnh gì đó, nó Thì bệnh bị nhất xương sống. bệnh nhức xương sống, nghe bả lên bả nói gì đó chứ cũng không có biết nữa. Này có hồi bữa thứ hai tình rồi nè, hồi bữa nay tới thì thứ bảy rồi đó, bữa thứ hai đó là bả lên cái thằng thứ tư chở lụm cái mâm xuống bãi cơm cúng nè con. Mình nói thật sự với mọi người biết ha, là nhà bên đằng trai á, người ta có nhiệt kiều đất đai người ta là nhóc hết trơn Ủa luôn chứ không phải là không mày có đâu. Mình làm ở như đâu sống gần rồi đây thì tôi mình nói biết với anh này làm như đâu rồi phải chi á, nghèo khổ không chứ phải anh là là gia gì đình bên đằng trai người ta nghèo đâu, người mà ta chứ có phải nhiệt chi, kiều mà con Mỹ. gái tôi á mà nó với thằng chồng đó mà bán đất bán nghe gì bả cho á, mà mới chỉ mua chiếc xe 50-70 triệu á bả dành lại thì cái đó là cái nói của bả xuất ra thì tôi không nói, thì tôi nói bộ tôi đâu phải tôi mà làm, tôi cũng có đi xuống dưới đám tôi cũng có tiếp xúc với cô thứ tư của nó, không lẽ là tôi biết chứ tôi đâu có, không lẽ tôi khùng tôi không biết đâu, không lẽ bả tánh tình bả cũng đâu có bị ích kỷ chứ gì đâu. Không lấy mâm lên. Có mâm đó không nè? Ủa mà cái mâm ở trển đâu, cái mâm ở trên trển mà con, bả đâu có ích kỷ đến nỗi gì phải bả ích kỷ, bả đâu có cho tiền đem gì à, bả đông đâu đâu phải đâu phải năm nào bả cũng đem tiền bả cho đâu, Bên nội. còn này bả đâu có ích kỷ đâu, bởi vì Bà năm nào bả cũng gửi đó bà tiền rồi ngoại bả vậy? cho. Bên này bà ngoại sao? Ở bên ngoại bên nội. Dạ. Bên bà ngoại bên nội hả? Dạ. Còn cái này năm nào bả cũng gửi tiền rồi bả cho hết trơn, mà bả đâu có sống ích kỷ. Thấy chu đáo làm mâm cơm thấy thương không? Thấy thương cái gì nè? Đây còn mấy cái là cúng cơm á, là lấy ba cái chén nhỏ thôi, chén chén muỗng chén này nhỏ tượng trưng thôi. Tại con người của người ta tối ngày sống vì tiền thôi, mở miệng ra thì sợ tốn tiền, người ta không có đau xót, người ta không có rơi vào cái hoàn cảnh như của mình.
nữa không chị? Không, từ hồi nó mất tới giờ không có thấy nữa luôn. Không thấy à? Nó đẹp baby. Từ hồi nó mất tới giờ không có thấy nữa. Không có ai oán gì thì nó mới không cho chị thấy đó. Mẹ không? Không thấy. Mẹ cũng không thấy. Mẹ không thấy. Nó không có chờ nó đi đó. Nó sợ mẹ thấy mẹ buồn. Dạ. Sợ mọi người thấy mọi người buồn. Đây là đứa em gái Úc cúng cơm cho chị với cháu ha mọi người. Bên đây mình vô mình nhập cúng cơm. Cái điện thoại lúc chị Cưng còn sống xài cái điện thoại đó. Xài cái điện thoại bên đó, điện thoại là mua hồi trước. Xong rồi thấy nó bể quá, rồi để điện thoại này cho cháu ở nhà coi phim được. Rồi lấy cái điện thoại đó chơi, mới mua điện thoại đó đi làm. Điện thoại đã có đó. Điện thoại màu xanh lắm. Dạ. Em gái cúng cho chị gái với cháu hả mọi người? Em gái Úc á. Thay nước nữa không? Yeah.